Tin tiếp theo cho biết thủy thủ người Việt bị từ chối nhập cảnh tại cảng Kiwinana với những tài liệu bóc lột trẻ em. Theo bản tin của WA Today, trong một cuộc khám xét tại cảng Kiwinana, một thủy thủ người Việt 26 tuổi bị từ chối nhập cảnh vào Úc khi bị phát hiện chứa những tài liệu về việc bóc lột trẻ em trong điện thoại di động của anh. Trong chiếc điện thoại được tìm thấy ở cabin của người đàn ông này, các sĩ quan của lực lượng biên phòng Úc tìm thấy đoạn video cho thấy việc lạm dụng tình dục một bé gái, cuộc khám xét là một phần của thủ tục thông qua biên giới cho các thuyền viên trên tàu của lực lượng biên phòng Úc. Các sĩ quan lực lượng biên phòng Úc thu giữ điện thoại hủy visa hàng hải của thuyền viên 26 tuổi này và cấm người đàn ông này xuống tàu cho đến khi tàu rời cảng Kiwinana đến Đông Nam Á vào thứ Sáu 21 tháng 6. Bà Felicity Horrocks, chỉ huy khu vực của lực lượng biên phòng Úc, tuyên bố rằng các sĩ quan cam kết ngăn chặn việc nhập cảng các tài liệu bóc lột trẻ em vào Úc. Bà cho biết các sĩ quan có quyền kiểm tra điện thoại di động và các thiết bị điện tử của khách du lịch quốc tế, cũng như sử dụng các quyền tại các cửa ngõ hàng không và đường biển trên khắp đất nước mỗi ngày. Bà tin rằng việc giải quyết nạn bóc lột trẻ em là ưu tiên hoạt động của lực lượng biên phòng Úc với vai trò bảo vệ biên giới khỏi những cá nhân có thể gây ra mối đe dọa cho cộng đồng.